Xin Chúa ngài giải cứu cho cô nha. Rồi, bây giờ nói theo nha. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Con công bố. Con công bố. Con đã được tự do. Con đã được tự do. Trước đây con không biết Chúa. Trước đây con không biết Chúa. Con sống trong cái tội lỗi. Con sống trong cái tội lỗi. Lúc con còn nhỏ. Lúc con còn nhỏ. Con có sự tổn thương về cha của con. Con có sự tổn thương về cha của con. Và khi cha đánh con, con sợ hãi. Khi cha đánh con sợ hãi. Xin Chúa ngài chữa lành cái tấm lòng của con. Xin Chúa chữa lành cái tấm lòng của con. Khi con 21 tuổi. Khi con 21 tuổi. Con đã quen bạn trai. Con đã quen bạn trai. Và con đã sống người này và có con. Con đã sống với người này có con. Người này đã bỏ con. Người này đã bỏ con. Trong sự tổn thương và cay đắng. Trong sự tổn thương và cay đắng. Con đã phá bỏ cái bào thai này. Con đã phá bỏ cái bào thai này. Con đã phạm tội giết người. Con đã phạm tội giết người. Xin Chúa ngài tha tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con. Về tội phá thai. Về tội phá thai. Về cái tội đó là hận thù với người đàn ông này. Về cái tội hận thù với người đàn ông này. Người đó là tên là gì, nói ra luôn. Trần Thanh Lực. Con cắt đứt cái sự liên kết thông linh giữa con với cái người tên Lực. Con cắt đứt sự thông linh giữa con với người với Thanh Lực. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy linh phá thai, hãy ra khỏi ta. Nhân danh con muốn Chúa ói Giêsu, con ra liền chứ đừng có để. Hãy linh phá thai, hãy ra khỏi ta. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy linh phá thai, đi ra khỏi ta. Hỡi linh ô uế, hãy ra khỏi ta. Hỡi linh ô uế, đi ra khỏi ta. Ói hết cái sự ô uế đó đi, tại vì con đã quan hệ quá nhiều cái người đàn ông mà dâm dục á. Con xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con. Con đừng có sợ hãi vì có Chúa đang ở cùng con đấy. Con đã phạm tội với Chúa nhiều lần. Con đã sống với những người đàn ông đã có vợ. Xin Chúa tha thứ cho con. Con đã trong tâm trí của con đó cũng được. Con cũng có cái sự trả thù. Con có cái hành động đó là phá cái hôn nhân của người khác. Xin Chúa ngài tha thứ cho con. Con đã để đồng tiền đó điều khiển con. Con đã để đồng tiền đó điều khiển con. Con đã sống trong cái sự tham lam. Con đã sống trong cái sự tham lam. Và trong cái sự gian ác. Con an tâm đi, con cối nó ra nó hết là nó nhẹ hàng. Ba cái chất độc mà ba cái sự ô uế nó đã ở trong con á, mà Chúa đang làm sạch con đó. Con đừng có lo lắng hết trơn nha, Chúa đang làm sạch con đó. Xin Chúa cất sự gian ác ra khỏi lòng con. Xin Chúa cất sự gian ác ra khỏi lòng con. Cất sự mà ô uế dâm dục ra khỏi con. Cất sự ô uế dâm dục ra khỏi con. Con xin Chúa tha thứ cho con. Con xin Chúa tha thứ cho con. Vì con đã phá hủy nhiều cái cuộc hôn nhân.
con đã phá hủy nhiều cuộc hôn nhân, bởi cái sự trả thù của con. bởi cái sự trả thù của con. Con xin Chúa cắt đứt cái sự kết nối thông linh. Con xin Chúa cắt đứt cái sự thông linh. Với những cái người đàn ông mà đã từng liên hệ tình dục với con. Với những cái người đàn ông đã quan hệ tình dục với con. Hỡi linh ô uế dâm dục hãy ra khỏi ta. Hãy linh ô uế chăm chục, hãy đi ra khỏi khỏi ta. Hãy đi ra khỏi ta. Từ ở thành phố Hồ Chí Minh, từ Từ thành phố Hồ thành Chí phố Minh Hồ Chí đến Minh Malaysia, đến bạn lại xem. hãy đi ra khỏi ta, Hãy đi ra khỏi ta. 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 Hãy đi ra. Đi ra hết. Con đã uống thuốc phá thai. Con có suy nghĩ tiêu cực về cái dạ con. Con đã suy nghĩ tiêu cực về dạ con. Và con đã có cái tiêu cực trong vấn đề sinh sản trước đây. Con đã suy nghĩ tiêu cực sinh sản Các con trước đã có suy nghĩ tiêu cực con đã suy nghĩ tiêu về sự sinh sản. cực về sự sinh sản. Con xin Chúa ngài tha thứ cho con. Con xin Chúa ngài tha thứ cho con. Con đã nói tiêu cực về cuộc đời của con. Con đã nói tiêu cực về cuộc đời của con. Và con nói về sự đổ xả về người bạn trai. Con đã nói về sự vu xảo về người bạn trai. Xin Chúa ngài tha thứ cho con. Xin Chúa ngài tha thứ cho con. Con có liên hệ với bùa chú. Con đã liên hệ với bùa chú. Và con đã dùng bùa để yếm cái người chồng của con bây giờ. Con đã dùng bùa để yếm cái người chồng của con bây giờ. Con đã xin bùa ở tại Bình Chánh. Con đã xin bùa ở tại Bình Chánh. Ở tại miếu Phật Bà Quan Âm. Ở tại miếu Phật Bà Quan Âm. Ở tại miếu Phật Bà Quan Âm xin Chúa tha tội cho con. Ở tại miếu Phật Bà Quan Âm xin Chúa tha tội cho con. Hỡi linh yếm chú bùa ngải hãy ra khỏi ta. Hãy linh yếm chú bùa ngải hãy đi ra khỏi ta. Trước đây ta ngu dại đã nhờ cậy ngươi. Trước đây ta ngu dại đã nhờ cậy ngươi. Bây giờ ta cắt đứt và đoạn tuyệt ngươi. Bây giờ ta cắt đứt và đoạn tuyệt ngươi. Ta khước từ ngươi trong danh Chúa Giêsu. Ta khước từ ngươi trong danh Chúa Giêsu. Ta không chấp nhận các ngươi. Ta không chấp nhận các ngươi. Dưới bất cứ hình thức nào. Với bất cứ hình thức nào. Linh yếm chú hãy đi ra. Linh em chú hãy đi ra. Linh Quan Âm phải đi ra. Linh Quan Âm phải đi ra. Con đã đi theo mẹ chồng để xin bùa. Con đã đi theo mẹ chồng xin bùa Để có con. để có con. Xin ngài tha tội cho con. Xin ngài tha tội cho con. Hỡi linh bùa ngải, hãy ra khỏi ta. Hãy lên bùa ngại hãy đi ra khỏi ta. Bùa ngải của người Thái. Bùa ngải của người Thái. Bùa ngải của người Việt.
của người Bùa Hoa, ngải hãy đi ra. của người Việt, của người Hoa, hãy đi ra. À, con đã thờ hình ảnh của con rồng, con rắn. Con đã thờ hình ảnh của con rồng, con rắn. Trước đây con thiếu hiểu biết, con đã nhờ họ. Trước đây con thiếu hiểu biết, con đã nhờ họ. Con có nghĩ rằng con tuổi con rồng sẽ hợp với nó? Con nghĩ rằng con tuổi con rồng sẽ hợp với nó. Con xin Chúa tha tội cho con vì con đã có niềm tin sai. Xin Chúa tha tội cho con vì con có niềm tin sai. Con đã thờ con rắn hổ mang. Con đã thờ con rắn hổ mang. Ảnh hưởng từ linh Phật giáo Ấn Độ. Ảnh hưởng tới linh Phật giáo Ấn Độ. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy linh con rắn này hãy ra khỏi ta, bò ra đi, bò đi ra, đi đi đi, con rắn hổ mang, con rồng đi ra đi, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra trong danh Chúa Giêsu. Linh ô uế tà dâm, linh ô uế đi ra, linh rắn đi ra, linh rồng đi ra, linh Phật giáo đi ra, linh cướp giết quỷ diệt đi ra, linh làm cho người này bị son sẻ đi ra, linh phá thai liệt khỏi đời sống này, liệt khỏi sống này, liệt khỏi sống này, đi đi đi, linh sự chết, linh cướp giết quỷ diệt, linh quỷ hoại hôn nhân, linh quỷ hoại tương lai, hãy gác khỏi, hãy gác khỏi, hãy gác khỏi trong danh xu, linh rủa xả về hôn nhân, rủa xả về tương lai, đi ra, linh ô uế, linh tham lam, linh tiền bạc, hãy gác khỏi, linh sợ hãi, đi ra, đi 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 ra, đi ra hết, đi ra hết, đi ra, đi ra, đi ra hết, đi đi đi, đi ra khỏi đời sống này. Hôm nay là ngày có sự tự do, hôm nay là ngày tự do, hôm nay là ngày có sự tự do. Ở cái gà hết, ở cái gà hết, ở cái gà hết. Hãy công bố rằng con công bố sự hiện diện của Chúa Giêsu trên con. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trên con. Thánh Linh ơi, xin Ngài hiện diện tại đây. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Con mở chói người này được tự do. Xin lửa thánh linh thiêu đốt ta lên này. Con mở chói người được tự do. Con mở chói cho tâm trí này được tự do. Xin dùng máu của Chúa Giêsu chảy vào con người này. Chúa đang ở với con đó, con đừng có sợ. Chúa đang ở kế bên con. Đó, Chúa ơi, Ngài hiện diện ở tại đây. Giêsu ơi, Ngài hiện diện ở tại đây. Hãy công bố rằng tà linh hãy đi ra khỏi ta. Tà linh hãy đi ra khỏi ta. Chúa đã tha thứ cho con rồi.
Tội con đã được tha rồi. Tội của con đã được tha rồi. Chúa đã tha thứ cho con rồi. Sự đủa xả đã không còn nữa. Tất cả tội lỗi của con đã được chắc ở trên thập tự giá của Chúa Giêsu rồi. Con rắn đó đã treo trên cây sào, nó đã bị tiêu diệt. Chúa ban cho con cái quy quyền để dạy đặt nó. Con bố vương sách linh chặt đầu của con rắn hổ mang này, chặt đầu cái con rồng, nó không còn ảnh hưởng trên đời sống của châu nữa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài đã đánh đã ban cho châu được tự do, châu hạnh được tự do. Nó đang đi ra đó, một sư thấy nó đang đi ra đó con. Con đừng có lo sợ chân nó đang đi ra đó. Ba cái thứ này là nó làm nó đi ra hết à. Tại vì có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Thánh Linh của Ngài đặt ở tại đây. Và Thiên Sứ của Chúa đang ở cùng con á. Chúa ơi, xin Ngài, Thiên Sứ của Chúa đánh trận hỗ trợ cho châu trong cuộc chiến này để châu hạnh được tự do. Rồi con cố gắng ngồi dậy đi. Ở trên cái bàn có nước không? Con lấy một cái chai cái đi nước á, con để cái bàn. Xin Chúa thánh hóa nước này, thần huyết của Chúa Giêsu, và con công bố uống máu của Chúa rửa sạch cái sự ô nhơ của con. Tự do rồi. Châu đã được tự do rồi.
đã tin Chúa, đã làm con của Chúa rồi, tội lỗi không còn cai trị, sự rủa xả không còn cai trị nữa. Cho nên hiện nay không còn có sự án phạt nào ở trong đời sống của Châu Hạch nữa. Con hãy công bố rằng cho nên hiện nay con không còn ở trong sự án phạt nào nữa. Con cảm ơn Chúa, con đã được tự do. Con thấy cái chai nước không? Có cái chai nước, uống nước vô chưa? Vô cái tay con. Con uống nước chưa? Hả? Cái tay. Không sao đâu con, đừng sợ. Nó đang ra đó con, nó đang xuống cái cánh tay của con đó. Bây giờ con nằm ở trên cái niệm đi. Đừng hát thả lỏng ra, đừng có suy nghĩ chân á. Nó đang đi ra đó con. Con hãy bình tĩnh nè, khi nó đi ra nó sẽ làm cho cái tay con nó bị nặng lắm. Tại đôi tay của con á đã phạm tội trước mặt Chúa. Trước đây con xin cầu xin Chúa ngày rửa sạch đôi tay của con. Xin Chúa rửa sạch đôi tay ô uế của con. Xin Chúa rửa sạch đôi tay tội lỗi của con. Con cái tội lỗi nào đã làm phạm tội với người khác, xin Ngài tha tội cho con. Có để cái linh tham lam, linh trộm cắp nào ảnh hưởng trên con, xin Chúa tha tội cho con. Và xin quý của Chúa rửa sạch đôi tay của con, để đôi tay con có không còn phạm tội nữa. Đôi tay này con xin dâng cho Chúa, và đôi tay này sẽ hát ngợi khen Chúa, sẽ phục vụ Chúa, và đôi chân này sẽ dâng lên để làm công việc nhà Chúa. Chúa Thánh Linh đang tác động cái tấm lòng của con đó. Con phải sửa cái điện thoại lại, tại giờ cái điện thoại nó bị sao màu xanh rồi. Con rót miếng nước ra. Một sư sẽ cầu nguyện cho nước đó, thánh hóa nước, rồi là thuốc xả máu đó, rồi sẽ rửa sạch cái tội lỗi trong con. Con không còn định tội và con không còn sợ hãi nữa. Tất cả những cái linh ô uế tà dâm, tất cả những linh tà thuật bói qua, tất cả những cái quyền lực đó đã chấm dứt cho con rồi. Hiện tại bây giờ Chúa đang thăm viếng con đó. Con sẽ ở trong một cái thời kỳ gọi là Chúa sẽ làm việc trên con, sẽ có một cái sự mà khóc và sự tuôn đổ, sự tan vỡ trong con. Chúa ơi, xin Ngài thánh hóa nước này thành huyết của Chúa, và dòng huyết của Chúa sẽ rửa sạch tất cả những cái tội lỗi, những ô nhơ, những bất khiết mà đã hành động ở trong đời sống của Châu Hạnh. Và con công bố dòng máu của Chúa sẽ thay đổi. Dòng máu của Chúa sẽ rửa sạch tất cả, để cầu cho thân thể của em ngay bây giờ được khiếu chánh, được trọn vẹn. Ngài chữa lành dạ con, Ngài chữa lành tử cung, Ngài chữa lành buồng trứng, và người chị em con sẽ được có con trong những ngày sắp tới. Và Ngài chữa lành vấn đề tương lai, Ngài chữa lành hôn nhân của người này nữa. Tất cả sự ngăn trở phải chấm dứt. Con cảm ơn Ngài. Hôm nay là ngày của sự tự do, hôm nay là ngày của sự giải cứu, hôm nay là ngày của sự chữa lành, hôm nay là ngày của sự phục hồi. Con cảm ơn Cha. Tất cả những cái ô uế đã chấm dứt rồi. Ah
cái chai nước đó, ly nước đó con uống vô đi. Khi con uống vô đó là nó ói ra tiếp tục, con cứ cho nó ói ra hết nha. Bây giờ ói ra nó chất độc ba cái sự ô uế đó, gạt uống vô. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Tại vì con á, là người rất là bản lĩnh, con không có sợ ai đâu. Bây giờ á, là lúc mà Chúa đang thanh tẩy con đó. Và hãy linh sợ hãi, hãy ra hết luôn đi nghe. Rồi tất cả sự ô uế đã chấm dứt rồi đó. Con hãy công bố nè, trong danh Chúa Giêsu, con đã được tự do. Trong danh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, con đã được tự do. Con đã được tự do. Con đã được giải cứu. Con đã được giải cứu. Con đã được chữa lành. Con đã được chữa lành. Con đã được phục hồi. Con đã được phục hồi. Không còn có một cái thế lực nào ở trong con. Không còn có một thế lực nào ở trong con. Chỉ có Chúa Giêsu ở trong con mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu ở trong con mà thôi. Xin Chúa ngài chữa lành giấc ngủ của con. Xin Chúa chữa lành giấc ngủ của con. Chữa lành cái hôn nhân của con. Chữa lành cái hôn nhân của con. Chữa lành tình cảm, cảm xúc của con. Chữa lành cảm xúc của con. Ngay bây giờ con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Ngay bây giờ con đã ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, xin ngài tác động trong đời sống của cháu Hạnh ngay bây giờ. Chúa thăm viếng tấm lòng này. Chúa xóa đi những cái hình ảnh đau. Chúa xóa sạch tất cả những cái cảm xúc tiêu cực, ô uế trước đây. Chúa xóa đi những cái cảnh, cái ký ức đau buồn trong cuộc đời này. Hầu cho trong tấm lòng của người này sẽ được phục hồi và sự hiện diện của Chúa Giêsu sẽ ở trên tấm lòng này. Những sự buồn tủi, những sự cay đắng, những sự sợ hãi, những sự tổn thương biến mất ra khỏi đời sống này. Ngay bây giờ, người này được ở trong cái bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa Giêsu ơi, xin ngài đến và nắm giữ bàn tay của Châu Hạnh. Xin Chúa dắt Châu Hạnh đến mé nước bình tĩnh, đến đồng cỏ xanh tươi. Cuộc đời của Châu Hạnh không còn cảm giác bị cô đơn, bị ruồng bỏ nữa, nhưng có sự hiện diện của cha. Và những cái gánh nặng, những cái áp lực không còn nữa. Những cái gánh nặng về gia đình, những cái gánh nặng về cha mẹ không còn nữa. Người cha em con sẽ được mạnh mẽ trong Chúa, được lớn lên ở trong Chúa trong những ngày sắp tới.
Con công bố sự chữa lành của Chúa Giêsu trên cảm xúc, trên tâm trí, trên tinh thần, trên tấm lòng của người chị em con ngay bây giờ. Thánh Linh ơi, xin Ngài sức dầu cho người chị em con, dầu có sự phục hồi, dầu có sự tự do, dầu có sự chữa lành, xin đến trên đời sống này. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ cai trị trên đời sống người chị em con. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ cai trị trên đời sống này trong danh Chúa Giêsu. Rồi, bây giờ con đã cảm nhận có một gì đó nhẹ nhàng hơn hồi nãy rồi đó. Cái tay con bây giờ nó nhẹ rồi đó. Nhưng mà Chúa sẽ thăm viếng cho con và là con sẽ có một cái sự đụng chạm Chúa. Tối nay nếu mà Chúa thăm viếng thì con cứ tự do. Nha. Lúc này là lúc mà con đang ở trong sự hiện diện của Chúa đó. Con có lấy Kinh Thánh kế bên. Chúa phải dạy con mở Kinh Thánh ra đọc. Con đừng sợ hãi gì chứ. Những cái đồn lũy trong con đã bị sụp đổ rồi. Những cái thế lực ở trong con nó đã mất đi sức lực rồi. Mà nó không còn có ảnh hưởng gì trong con nữa đâu. Con rồng con rắn đó nó là chỉ hình vẽ thôi, nhưng mà nó bị gươm thánh linh của Chúa chặt nó ra rồi và nó đã biến mất rồi. Cái mà trong con là nó đang thổn thức lên cái sự định tội đó, cái sự mặc cảm mà định tội đó. Con hãy nói với nó rằng là Chúa Giêsu đã tha thứ cho ta rồi, dầu tội ta đỏ như hồng điều chứ làm trắng như tuyết, dầu tội ta đỏ như son chứ làm trắng như lông chiên. Khi con sẵn sàng, con dạn dĩ để mà khai trình tội lỗi con trước mặt luật sư, trước mặt Chúa đó, thì con đã được xóa bôi rồi. Tay con nó bị tê, đó là cái dấu hiệu được tự do đó. Nó tê từ đâu tới đâu, từ cái cổ trỏ xuống dưới phải không? Không sao đâu, đó là tà linh đó, nó đang đi ra cái đường cánh tay đó con, đừng có lo lắng hết trơn á, hãy để xuôi tay xuống và nó đang đi ra đó con, đừng quan trọng hết á. Đó tại vì con đã mà dướng bận nhiều quá thì bây giờ nó đang đi ra. Trong tâm trí con á, cứ nói rằng đó là hỡi còn cái tà linh nào sót lại hay đi ra hết luôn đi, người ta không chấp nhận cho con cái người nữa vậy đó. Và con cứ để tâm trí con được thanh thản với trước mặt Chúa, được bình an ở trong Chúa đó, chứ đừng có quan tâm đến cái cánh tay nặng hay là đau hay là tê chứ. Trong danh Chúa Giêsu, con công bố không còn một cái tà linh nào ảnh hưởng trên cánh tay của Châu Hạnh nữa. Sự tự do đến, sự chữa lành đến ngay giờ phút này. Tay trái hay tay phải? Hai cánh tay Con hãy kiểm tra xem rồi trước đây con có trộm cắp gì của ai không? Nhớ xem coi trước đây mình có làm cái điều gì liên quan đến cánh tay mà nó làm cho nó bị cáo không? Xin Chúa ngài tha tội cho con. Có Con không có cắp đồ.
Con đã tham gia cái gì? Con nói đi. Có thắp nhang. Thắp nhang ở đâu? Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho Châu Hạnh vì trước đây Châu Hạnh đã bái lại và có thắp nhang những cái nơi thờ cúng, những cái tượng thần, những cái chùa chiền. Xin Ngài tha thứ cho Hạnh ngay giờ phút này, rửa sạch đôi tay của Hạnh. Thậm chí con hãy nói rằng xin Chúa tha tội cho con cứ nghĩ gì đó, chứ đừng có quan tâm tới đó. Xin Chúa tha tội cho con. Con cảm ơn Chúa vì con đã được tha thứ rồi. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã rửa sạch đôi tay của con rồi. Huyết của Chúa Giêsu đã tha tội cho con rồi. Con không còn bị định tội nữa. Con có xăm cái gì ở trong người không? Khi đến với Chúa cho con chỉ cần ăn năn, con cầu nguyện là con sẽ được tự do thôi. Đó là đức tin là như vậy đó con. Con mới thấy được cái quyền năng của Chúa đó lớn như lắm. Mà thứ kia con phải chạy chỗ này chỗ kia tìm nó, mà ở trong Chúa Giêsu nó rất là nhẹ nhàng. Con chỉ ăn năn và tin là Chúa tha thứ cho con thôi này. Con trước đây là tại vì mình không ý thức được những cái mà sự ảnh hưởng của những cái tội lỗi. Mình cố gắng mình làm theo cái lòng dục của mình thôi. Nhưng mà khi mà mình đã kinh nghiệm được cái điều này á, sau này con mới thấy nó, rồi con mới sợ nó, rồi con mới khước từ nó, con mới đi theo Chúa hẳn thôi. Con á là nó nhẹ hơn cái một cái cô này mà mục sư đã cầu nguyện. Cô này á là cổ bên Mỹ á, và sau đó cổ về một cái trại nghiện ở tại mà Hà Nội á, rồi mục sư đi ra huấn luyện về đó đó rồi cầu nguyện cho cổ. Mà con biết là nãy giờ con vận vại như vậy đó là chỉ có là 50% so với cô kia thôi. Cô kia là dữ dội lắm đó, mà Chúa thương xót mà giải cứu. Chính đó, khi cầu nguyện cho con á, mục sư đó thấy nó rất là bình thường lắm, tại vì cái chuyện này mục sư đã gặp nhiều lắm. Tại vì khi nó biểu hiện như vậy, con thấy lo sợ với đối mục sư, và thứ này nó bình thường thôi. Và Chúa rất là yêu con đi nha con, cho con gặp được mục sư đó nghe không? Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Con được đôi tay nhẹ rồi. Cảm ơn đó, Chúa. Nhưng mà
Cảm ơn Chúa, Chúa giải cứu cho con, Chúa ban cho con cái giấc ngủ ngon, con sẽ được gặp gỡ Chúa đó. Chúa sẽ dùng con đó. Chúa sẽ dùng con để mà giải cứu cho chồng con đó, cho một số người mà ảnh hưởng với giống cuộc đời của con. Tại con còn có một số đứa bạn nữa mà nó đang đang chìm ngập trong cái tội lỗi á. Dạ. Và Chúa sức dầu cho con á, để con là cái người đi giải cứu tụi nó. Cầu nguyện cho tụi nó. Một sự cầu nguyện chuyển giao sự sức dầu cho con nha, con chịu không? Dạ. Dạ chịu. Để cho con giải cứu người ta nha, mình phải hưởng thụ mình đâu. Nhắm mắt lại nè. Nhân Dạ. danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện sức dầu cho Châu Hạnh, sự sức dầu của Ngài đầy dẫy trên Châu Hạnh. Anh Quyền năng của Chúa lấp đầy trên tấm lòng này, sự sức dầu trên anh tâm trí, em sự sức dầu trên tình cảm cảm xúc, sự sức dầu trên anh môi em lưỡi, lời nói của Châu Hạnh nói ra là lời quyền năng, đem đến anh cái em sự sống, đem đến cái sự chữa lành, đem đến cái sự anh bứt em phá cho người chị em con ở tại Malai. Và Chúa dùng người chị anh em con có sự can đảm, sự dạn dĩ sẽ mạnh mẽ, người chị em con sẽ được ơn trước mặt Chúa để quản lý anh vấn đề tài chính, cũng là cái người để mà đi chinh phục những linh hồn đang chìm ngập ở trong cái sự cột chói, họ sẽ được tự anh do. Con cảm ơn Ngài, chúc phước và công bố rằng anh sự em sức giàu sẽ đến trên Châu Hành ngay giây phút này trong danh Chúa. Tạ anh ơn Chúa em trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn mục sư. Rồi chúc phước cho con nghe, bây giờ nó bình thường lại rồi đó, xong rồi đó nghe con. Dạ. Cảm ơn Con hãy Chúa. lấy kinh thánh người đọc. Bây giờ Chúa đang Dạ. hành động trên con mạnh lắm đó. Amen. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn mục sư. Nếu được thì con có cái gì con cứ làm chứng lại trong những cái buổi nhóm này kia đó nha. Chứ đó Dạ. là chúng ta thắng bởi huyết chi con và để làm chứng nha. Dạ. Cảm ơn Chúa, Rồi con chúc cảm con ơn ngủ mục ngon. sư. Xin Chúa ban phước và thêm sức cho mục sư. Rồi Chúa còn con nha. Rồi. Dạ. Amen.